Kính thưa các quý vị đồng nghiệp, rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi được cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm của mình trong chẩn đoán nhạy cũng như theo dõi các tổn thương ở nhu mô phổi trong quá trình thực hành lâm sàng. Trong cái hội nghị ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ về cập nhật hướng dẫn theo dõi các nốt mờ đơn độc trên phim chụp các lớp lồng ngực. Thì chúng ta biết rằng là các nốt đơn độc thì được định nghĩa như thế nào? Nó là tổn thương có kích thước dưới 3 cm trong nhu mô phổi, không liên tục với rốn phổi hay trung thất, cũng không kèm theo với hạch to, xẹp phổi hay tràn dịch quang màng phổi. Cái này theo định nghĩa như vậy có nghĩa nó chỉ là một cái nốt ở trong nhu mô phổi, thường thường là tình cờ chúng ta phát hiện ra trong quá trình sàng lọc ung thư phổi bằng CT liều thấp, hoặc là chúng ta có thể trong quá trình chụp các lớp vi tính phổi vì một lý do nào đó. Tổn thương nốt đơn độc thì không nghĩa là cứ có nốt như thế nó là ung thư phổi đâu, nó có thể là do viêm phổi, nó có thể do xẹp phổi, có thể u lành tính, nó có thể là bệnh lý mạch máu, cũng có thể là những cái khối u lành tính, u ác tính, vân vân. Thì để trả lời được nó là cái gì thì nó khiến chúng ta cần phải quan tâm đến cái việc là sàng lọc nó. Thì chúng ta biết rằng tỷ lệ phát hiện tổn thương nốt đơn độc nhu mô phổi trên phim X quang rất là thấp, khoảng 0,09 cho tới 2% thôi. Thế, và chúng ta biết rằng có tới 6% các tổn thương nốt không vô hóa ở trong nhu mô phổi mà chúng ta tìm được ý, sau này được chẩn đoán là ung thư phổi. Thế có nghĩa là nếu chúng ta chẩn đoán được, tìm được cái nốt đơn độc nhu mô phổi và theo dõi nó tốt thì chúng ta hoàn toàn có thể chẩn đoán được ung thư phổi khá là sớm. Về các lớp vi tính thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái nội dung được các nhà lâm sàng cũng như các thử nghiệm lâm sàng tiến hành nhiều năm nay với rất nhiều các cái thử nghiệm lâm sàng làm rất là công phu để đánh giá xem là cái khả năng của CT liều thấp giúp chúng ta tìm ra được những cái nốt như thế nào, tỷ lệ là bao nhiêu. Thì đây chúng tôi đưa ra một cái ví dụ là như cái thử nghiệm Nelson năm 2019 thì có báo cáo rằng là CT phổi liều thấp nó phát hiện ra các cái nốt từ 3 cho tới 15 mm ở 41 đến 51% cái số bệnh nhân được sàng lọc, có nghĩa là tỷ lệ rất là cao. Tuy nhiên tất nhiên là nó rất nhiều các nguyên nhân tạo nên các cái nốt này. Thế vậy chúng ta đánh giá một cách nhanh chóng và đưa ra một cái lời khuyên cũng như đánh giá các cái đặc điểm hình ảnh của cái tổn thương nốt như này là thử thách khá là lớn đối với các nhà lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Những cái khó khăn ấy thì nó rất là nhiều. Tôi biết rằng là nếu đặc biệt ở các cái tỉnh xa các trung tâm lớn thì chúng ta thấy rằng là chúng ta thực hiện theo guideline là cả những khó khăn tôi sẽ chia sẻ trong cái phần cuối của bài này. Đó, nguyên nhân sự khó khăn đấy tức là cách tiếp cận với các tổn thương nó rất là khác nhau giữa các cái cơ sở y tế. Và thái độ xử trí nó cũng rất khác nhau giữa các nhà lâm sàng thuộc các chuyên khoa khác nhau. Và một cái điều quan trọng hơn nữa đó là tâm lý của bệnh nhân và người thân của họ cũng ảnh hưởng rất là lớn đến cái quá trình chúng ta theo dõi tổn thương. Thế vậy chúng ta có những kỹ thuật nào là trong áp dụng trong chẩn đoán ung thư phổi, đặc biệt là các chẩn đoán sớm? Thì chụp X quang quy ước từ xưa nay chúng ta chụp khá là nhiều. Hàng năm các cái cơ sở y tế cũng chụp rất nhiều các phim X quang phổi để sàng lọc. Có thể là sàng lọc tổn thương viêm hay sàng lọc tổn thương u. Và người ta có thể sử dụng cái máy tại chỗ hoặc là có thể đưa lên các cái máy lưu động đi khắp nơi, các cái khu công nghiệp, rồi thì các cái trường học, vân vân để sàng lọc. Nó gọi là khám sức khỏe định kỳ. Với mục tiêu cũng là để tìm ra có cái tổn thương nốt nào đấy, nhưng tôi tin chắc rằng là chắc là cái độ nhạy và độ đặc hiệu của nó vô cùng thấp. Chính vì thế các lớp vi tính nó giúp chúng ta có thể thay đổi được hoàn toàn cái câu chuyện này. Ít nhất là nó giúp chúng ta đánh giá được sự có mặt của tổn thương, nó có hay không có, cái này rất nhạy, đánh giá rất tốt, gần như không bỏ sót được một mm phổi nào cả. Cái thứ hai ấy là chúng ta có thể phân tích được hình thái của nó, kích thước của nó, vị trí, số lượng. Rồi thì chúng ta có thể giúp chúng ta đánh giá cái sự thay đổi của tổn thương theo thời gian trong quá trình theo dõi. Đấy, chính vì thế cho nên là CT liều thấp bây giờ được đánh giá khá cao trong cái việc sàng lọc ung thư phổi. Chúng ta sử dụng các lát cắt rất là mỏng, nhỏ hơn bằng 1,5 mm. Thì các cái máy cắt lớp vi tính hiện nay được lắp đặt thì hầu hết máy nào cũng có thể thực hiện được các kỹ thuật như này. Thì trước đây có thể cắt lớp cắt nó dày hơn. Thế nhưng mà bây giờ với các mắt, các cái lớp, các máy cắt lớp nó thường là khoảng 16 lát trở lên này, thì cái việc chúng ta có cái lát cắt mỏng như thế rất là đơn giản. Thì chúng ta có thể tái tạo được các cái mặt phẳng khác nhau như mặt phẳng đứng ngang, mặt phẳng đứng dọc, rồi tái tạo cửa sổ nhu mô phổi,
để có thể tìm cái tổn thương nốt ở những mô phổi. Ngoài ra chúng ta có thể tái tạo các cửa sổ khác để đánh giá. Một số trường hợp mà chúng ta thấy rằng là nghi ngờ những cái tổn thương cần khám nghiệm nó kỹ hơn, chẳng hạn tìm xem có hạch hay không, hoặc những tổn thương khác ở ở dưới hoành chẳng hạn, chúng ta có thể tiêm thuốc tương phản để chúng ta có thể chẩn đoán được. Xạ hình xương rồi thì các phương pháp y học hạt nhân khác như là SPECT hay là PET hay là PET-CT chẳng hạn, chúng ta có thể giúp đánh giá cái tình trạng tăng chuyển hóa của tế bào trong cái vùng tổn thương nó là gì. Thì ngoài như thế chúng ta có thể giúp hỗ trợ cho các kỹ thuật chẩn đoán nhanh trong việc chẩn đoán khả năng bị ung thư nó có cao hay không. Đương nhiên là SPECT hay PET hay PET-CT vân vân nó cũng không thể là cái chẩn đoán đặc hiệu để chẩn đoán có phải ung thư hay không phải ung thư, nhưng mà dù sao đối với một cái tổn thương nốt nghi ngờ ở trên phim các lớp vi tính phổi cộng với lại những cái tăng chuyển hóa trên phim PET PET-CT có thể giúp chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn khác về cái tổn thương, và chúng ta cho rằng nó có khả năng bị ung thư cao hay không cao. Sinh thiết nó vẫn là một cái tiêu chuẩn vàng để chúng ta đánh giá. Chúng ta có thể lấy mẫu tế bào dưới hướng dẫn của nội soi chẳng hạn, nếu như cái tổn thương nó nằm ở phế quản nào đó, hoặc là nó nằm nếu như chẳng hạn cái tổn thương mà nằm ngay dưới màng phổi chẳng hạn, thì đôi khi người ta có thể sinh thiết luôn ở qua thành ngực hoặc là sinh thiết dưới nội soi, thì cũng làm cái khám nghiệm rất là quan trọng trong chẩn đoán. Tuy nhiên thì cái tổn thương nốt mà dưới 30 mm như tôi nói thì cũng không phải lúc nào chúng ta có thể dễ dàng mà lấy được, đặc biệt là những cái tổn thương nốt sớm hơn loanh quanh khoảng độ 8 đến 15 mm trong các cái guideline sau này chúng ta có thể nhìn thấy, thì cũng không phải dễ gì chúng ta sinh thiết được, đặc biệt những tổn thương nằm ở đáy phổi đôi khi chỉ cần hít thở nhẹ là cũng đã làm thay đổi, hoặc khi chúng ta chọc kim mà dễ dàng tăng tràn khí màng phổi, lúc bấy giờ cái việc chúng ta sinh thiết được là rất là khó khăn. Gần đây thì trong cái hội nghị hô hấp châu Âu tháng tháng trước thì tôi có tham dự, thì người ta có đề cập đến cái vấn đề gọi là sinh thiết thể dịch, có nghĩa là liquid biopsy. Cái này không phải là giống như là cái mà xét nghiệm các cái marker như là CIFRA hay là các marker khác người ta vẫn làm đâu, mà người ta tìm gen ung thư trong máu ngoại vi, thì cái này giúp chúng ta có thể chẩn đoán được, xác định là ung thư mà không cần phải chọc sinh thiết, đương nhiên nó rất là sớm. Tất nhiên là sinh thiết mà lấy mẫu thì nó có giá trị đặc hiệu rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà có cái kỹ thuật này cũng là tốt. Tôi không biết ở Việt Nam đã có cơ sở nào làm cái liquid biopsy chưa, nhưng tôi tin là đã có hội nghị châu Âu năm nay thì chắc sau một thời gian ngắn là chúng ta cũng sẽ có thể có. Thế vậy khi chúng ta chụp xong rồi chúng ta đánh giá cái hình ảnh nó như thế nào, đánh giá tổn thương ra làm sao, thì chúng ta cần phải chấm điểm cái hình ảnh đó. Ví dụ chúng ta cho điểm 1 là chúng ta không nghi ngờ ác tính, thì thường cái tổn thương nó là đậm độ, mô mềm hoặc là hỗn hợp, nó tròn đều, bờ đều, thường là có vôi hóa hoặc đậm độ mỡ, kích thước nhỏ hơn 10 mm thì chúng ta chấm điểm 1. Điểm 2, điểm 3 là cái mức độ nghi ngờ ác tính thấp và trung bình, thì nó là tổn thương có thể là đậm độ mô mềm, đậm độ hỗn hợp, không có vôi hóa, bờ đều, kích thước trên 10 mm. Nhưng mà ở cái mức độ cao hơn, ví dụ điểm 4, điểm 5 thì là mức độ nghi ngờ ung thư tương đối cao, thì đậm độ nó cũng có thể là mô mềm hỗn hợp, bờ nó đa cung, có nhiều tua gai, có thâm nhiễm xung quanh, ranh giới nó không rõ. Thì trong trường đối với nốt đơn độc mà độ 1, điểm 1, 2, 3 chẳng hạn, thì chúng ta đánh giá là lành tính, và điểm 4, 5 thì chúng ta cho rằng khả năng ác tính của nó cao. Thì đây là một vài các hình ảnh mà tôi có thể minh họa cho cái chấm điểm vừa rồi. Ví dụ như hình trên cùng bên tay trái của màn hình, chúng ta thấy là một cái nốt đơn độc có đậm độ khá là nhạt, nó giống như là cái kính mờ hơn là cái tổn thương nốt. Cái trường hợp này thì nó cho điểm thấp thôi, nó chỉ điểm 1 là cùng. Thế mà bên cạnh chúng ta có thể cái nốt ở cạnh cái rãnh yên thùy, cái này thường có thể là cái hạch nội phổi, hoặc có thể là cái nốt cái này cho điểm thấp, hoặc là khi nhà ở giữa có một cái nốt bé xíu xíu chúng ta có thể nhìn thấy nó nằm ở phía trên của nằm ở phân thùy ngoài của thùy giữa phổi bên phải hình tam giác, mặc dù nó có thể nó có một cái tua nho nhỏ ở đây, nhưng tuy nhiên nốt nó quá nhỏ ấy, nằm ở gần màng phổi như này, cái khả năng ung thư cũng thấp, hoặc là cái nốt có vôi hóa như cái tổn thương ở bên ngoài này, chúng ta có thể nhìn thấy được là khả năng ung thư nó ít. Cái hình ảnh ngoài cùng này tôi là hình ảnh trên y văn, còn các hình ảnh còn lại là các bệnh nhân tôi theo dõi trong quá trình thực hành lâm sàng. Ở phía hàng phía dưới thì chúng ta thấy là câu chuyện nó khác hẳn, cái nốt nó là nốt đặc nhưng mà chúng ta thấy là bờ nó không đều, nó có nhiều các nhú, và đặc biệt là nó tua gai rồi thâm nhiễm ra tận cả màng phổi nữa. Nốt bên cạnh thì lớn hơn tí nữa, tất nhiên nó cũng là tổn thương nốt dưới 30 mm, có cả thâm nhiễm ở xung quanh. Cái này là tôi lấy cái hình ảnh nó dày hơn một chút để chúng ta có thể nhìn thấy rằng là nó cái mức độ thâm nhiễm của nó như thế nào. Một số trường hợp tôi tái tạo cái hình ảnh đứng ngang hoặc đứng dọc, tôi còn tái tạo mít để chúng ta đánh giá xem cái bờ tua gai của nó rõ ràng hay không.
Thế còn đây là cái tổn thương nốt nằm ở thùy dưới của phổi bên trái, chúng ta nhìn thấy nó nằm ngay sát màng phổi thôi. Mặc dù thì hoặc là tổn thương nữa nằm ở phía thùy dưới của phổi bên phải ngay sát phía thành ngực sau ấy. Chúng ta thấy nó rất nhỏ nhưng mà nó đều có cái tính chất mà khiến chúng ta cần phải chấm điểm cao hơn trong cái mức độ nghi ngờ ung thư phổi. Thế thì mặc dù là chúng ta vẫn nói là cái chuyện cập nhật, nhưng mà hôm nay tôi cũng cập nhật một vài các cái hướng dẫn, đặc biệt là hướng dẫn của Fleischner. Cái hướng dẫn này đến tận năm 2017 cơ. Thế nhưng mà nó cũng khá là cập nhật, mà không phải chúng ta dễ dàng gì mà có thể theo được cái cập nhật đấy đâu. Thì chúng ta biết rằng là đối với chúng ta tính chất của tổn thương nó có tính chất nguy cơ thấp, nguy cơ cao, thì tính chất nguy cơ như nào chúng ta có thể trao đổi sau trong cái slide phía sau. Và chúng ta thấy là nếu như một nốt đặc có tính chất là nguy ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thấp mà dưới 6 mm chúng ta không cần theo dõi, từ 6 đến 8 mm thì chúng ta theo dõi chụp CT lại sau 6 đến 12 tháng tùy theo. Sau đó chúng ta cân nhắc xem nếu mà còn tổn thương chúng ta sẽ cân nhắc chụp tiếp từ 18 đến 24 tháng. Còn nếu như cái tổn thương nốt này nó trên 8 mm thì chúng ta sẽ chụp CT lại sau 3 tháng, hoặc là chụp PET CT hoặc là sinh thiết để chẩn đoán. Thì đương nhiên là trên 8 mm với các yếu tố mà là nốt đặc thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nghi ngờ được. Đây là các cái khuyến cáo, nó có các cái khuyến cáo từ khuyến cáo 1 đến khuyến cáo 5 trong cái hướng dẫn của Fleischner này, chúng ta có thể tham khảo thêm. Thì tôi có thể tóm tắt cái khuyến cáo này thì là cứ dưới 6 mm không đòi hỏi theo dõi định kỳ là bệnh nhân yếu tố nguy cơ thấp. Cái bệnh nhân yếu tố nguy cơ cao thì sao? Thì dưới 6 mm thì chúng ta nên chụp CT sau 12 tháng. Nhưng mà từ 6 đến 8 mm chúng ta sẽ giảm cái thời gian nó xuống còn 6 cho đến 12 tháng thôi. Và sau đó chúng ta cân nhắc nếu như còn tổn thương hoặc tổn thương có nghi ngờ gì nè, ung thư, thì chúng ta có thể chụp sau 18 đến 24 tháng. Còn trên 8 mm thì đương nhiên là chúng ta cần phải quan tâm rồi. Trên thì chụp cắt lớp lại sau 3 tháng, hoặc có thể là nếu có đủ điều kiện hoặc cái tổn thương nó dễ dàng hoặc có điều kiện chúng ta sinh thiết hoặc làm PET CT. Thì cái khuyến cáo đây là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao, hình thái tổn thương nghi ngờ ở thùy trên phổi hoặc là cả hai yếu tố trên thì chúng ta theo dõi sau 12 tháng. Thì đấy là cái nốt đặc. Thì còn nốt đặc một phần thôi thì nó có hai dạng, một dạng là kính mờ, một dạng là đặc một phần. Cái kính mờ thì dưới 6 mm là không có kế hoạch theo dõi đấy. Còn nếu trên 6 mm thì chúng ta chụp lại sau khoảng 6 đến 12 tháng để khẳng định là xem tổn thương nó còn hay không. Nếu nó hết rồi thì thôi, mà nó còn thì sau đó chúng ta chụp CT 2 năm một lần cho đến 5 năm. Cái câu chuyện này không phải dễ dàng gì đâu, bởi vì có khi chúng ta không chờ được 2 năm đâu, bệnh nhân người ta cũng chẳng chờ được, mấy tháng sau lại đến đòi chụp lại rồi. Nói thì cứ bảo quản lý theo guideline nhưng mà thực tế lâm sàng thì nhiều nơi không theo guideline được, bởi vì nhu cầu của bệnh nhân thì nhiều khi thầy thuốc cũng muốn yên tâm hơn. Thế thì cái khuyến cáo nó là tổn thương nốt nghi ngờ ở dưới 6 mm thì cân nhắc theo dõi sau 2 năm và 4 năm. Nếu xuất hiện tổn thương đặc hoặc là kích thước cái phần đặc nó tăng thì chúng ta cân nhắc nên là có thể phẫu thuật đấy. Đấy. Đối với nốt nó đặc một phần thôi thì sao, nếu mà đặt một phần chúng ta cơ bản là không theo dõi theo kế hoạch nếu như nó nhỏ dưới 6 mm, nhưng nó trên 6 mm thì chúng ta cần phải quan tâm hơn rất nhiều. 3 đến 6 tháng chúng ta cần phải chụp CT để khẳng định xem nó còn đấy không. Nếu mà nó còn thì chúng ta xem là cái nó có thay đổi kích thước không. Nếu như mà kích thước mà nó vẫn giữ ở dưới 6 mm cái phần đặt của nó thì chúng ta cứ theo dõi hàng năm cho tới 5 năm. Nên thực tế là cái nốt gần đặt thì chúng ta không thể coi nó là nốt đặt được cho tới khi mà nó trên 6 mm cái phần đặc ấy. Còn nốt mà dưới 6 mm thì chúng ta cũng không đòi hỏi phải theo dõi đâu. Nhưng nếu mà cái phần đặc mà nó trên 6 mm thì chúng ta phải là coi như là một nốt nghi ngờ. Thì đây là trong cái khuyến cáo thứ tư của cái hướng dẫn Fleischner này, chúng ta có thể tham khảo thêm trong tài liệu. Bây giờ nói đến cái phần nguy cơ ác tính thì nguy cơ thấp, nguy cơ cao thì bây giờ nói đến phụ thuộc vào những gì? Nó phụ thuộc vào kích thước của tổn thương, hình thái, rồi vị trí, số lượng, rồi thì sự lớn lên của tổn thương, các tổn thương phối hợp để tuổi giới hoặc là các cái thói quen khác. Thì tôi muốn đề cập đến các cái yếu tố nguy cơ, đó là kích thước thì nó là yếu tố nguy cơ chính. Nếu chúng ta phát hiện ra cái khối nó lớn chẳng hạn thì chúng ta nghi ngờ nó cao hơn nhiều. Nếu tổn thương nhỏ, nốt nhỏ dưới 4 mm, dưới 6 mm thì khả năng nghi ngờ ác tính ít hơn. Hình thái thì nếu nó là nốt đặc thì đương nhiên là cái khả năng ác tính nó cao hơn là cái nốt dạng kính mờ hay là nốt một phần đặc. Rồi thì bờ tua gai, rồi thâm nhiễm xung quanh thì nó gợi ý cái nguy cơ ung thư nó cao hơn nhiều. Về vị trí thì ung thư phổi thì hay xuất hiện nhiều hơn ở thùy trên, và đặc biệt là phổi thùy trên bên phải thì nhiều hơn.
ung thư biểu mô tuyến thì thường là ngoại vi, trong khi ung thư tế bào vẩy thì hay là gần rốn phổi. Đấy là những cái vị trí mà chúng ta cần quan tâm hơn. Thì tổn thương nốt ở gần rãnh liên thùy hoặc là dưới màng phổi, thường là hạch nội phổi, chúng ta ít phải quan tâm hơn nhiều. Số lượng nốt thì sao? Thì số lượng là nhiều nốt thì nguy cơ ung thư nó còn thấp hơn là một nốt. Thế trong một vài các cái thử nghiệm, đặc biệt là thử nghiệm Nelson này, thì cho thấy rằng là nếu như bệnh nhân có dưới 4 nốt, khoảng từ 1 đến 4 nốt thôi, thì nguy cơ ung thư nó còn cao hơn là trên 5 nốt. Đấy. Và tăng kích thước thì sao? Chúng ta theo dõi tổn thương, ngoài cái việc là xem nó còn hay không còn thì chúng ta còn xem nó có lớn lên hay nhỏ đi. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta dùng cái khái niệm là gấp đôi thể tích. Tức là có nghĩa là tương ứng với đường kính nó tăng khoảng 26% lên. Thì nốt ung thư mà là nốt đặc thường thường nó có thời gian tăng gấp đôi thể tích khoảng tầm 100 đến 400 ngày. Thì chính vì thế cho nên chúng ta để muốn thấy có sự khác biệt về về mặt kích thước, không phải là tháng trước tháng sau chúng ta đi chụp ngay lại kiểm tra, mà thường khuyến cáo nó phải 3 tháng, 16 tháng, 12 tháng vân vân. Bởi vì kể cả nó là ung thư thì nó cũng phải hàng 3 tháng sau mới gấp đôi được. Đấy, nốt ung thư có một phần đặc cái thời gian tăng kích thước. Đấy là nốt đặc hoàn toàn, có nốt mà chỉ có một phần đặc thôi. Mà nếu nó là ung thư thì 3 năm năm sau nó mới tăng gấp đôi kích thước, có nghĩa là rất là chậm. Giãn phế nang hay là sơ phổi thực tế nó là các cái yếu tố hoàn toàn có thể độc lập với ung thư phổi. Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là ở những bệnh nhân mà hút thuốc lá hay là làm việc trong môi trường bụi công nghiệp hoặc là tổn thương vân vân các khác, tổn thương khác phối hợp ấy, thì nguy cơ ung thư nó cao hơn. Nên trong trường chúng ta thấy có một nốt đơn độc trên cái nền phổi của giãn phế nang là COPD hoặc là sơ phổi không rõ căn nguyên thì cái nguy cơ ung thư nó cũng cao hơn. Tuổi, nếu chúng ta thấy một tổn thương nốt là tổn bệnh nhân cao tuổi thì đương nhiên chúng ta nghĩ đến ung thư nhiều hơn là cái tổn thương tuổi trẻ 20 30 tuổi rõ ràng ít hơn. Đấy, rồi thì tiền sử gia đình, nếu như ai có cùng huyết thống mà bị ung thư phổi chẳng hạn hoặc là ung thư nào đó thì cái khả năng ung thư phổi nó cao hơn. Nó không có sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ trong nhiều các nghiên cứu gần đây. Thế còn chủng tộc thì rõ ràng là cũng có thể có liên quan, nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái chủng tộc nó không có sự khác biệt mấy. Ở một số các cái nước cái chủng tộc nó có vai trò khá là quan trọng trong cái dịch tế học về ung thư. Hút thuốc lá hoặc các tác nhân khác chẳng hạn thì cũng có thể làm tăng nguy cơ ung thư phổi. Ví dụ hút thuốc lá có thể tăng nguy cơ ung thư phổi lên đến 35 lần so với cái nhóm bệnh nhân không hút thuốc lá. Còn ngoài ra các tác nhân khác, ví dụ như tiếp xúc với bụi công nghiệp, ví dụ là bụi amiang chẳng hạn hoặc là phóng xạ vân vân, thì hoàn toàn có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Thì đây là cái yếu tố nguy cơ ung thư mà làm chúng ta có thể đưa vào cái tính chất là nguy cơ thấp, nguy cơ cao để chúng ta xếp loại theo cái hướng dẫn của Fleischner. Có một cái phân loại khác giúp chúng ta có thể gần gũi hơn cho cái phim, hoặc là đặc biệt là các nhà chẩn đoán hình ảnh chúng tôi hay sử dụng cái phân loại lăng rác. Nó giúp chúng ta có thể không phải trả lời một cách chốt chặt là bệnh nhân này có bị ung thư hay không bị ung thư, mà chúng ta sẽ là gợi ý cái khả năng bị ung thư nó là khoảng bao nhiêu phần trăm, để nó giúp chúng ta có cái thái độ quản lý của nó như thế nào. Thì chúng ta chia ra làm các mức độ từ 0 cho đến 4. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái lăng rác 0 có nghĩa là người ta chưa hoàn tất các khám nghiệm, có nghĩa là chưa đủ phim ảnh để chúng ta có đánh giá, chúng ta cần phải chờ cho nó đủ rồi đánh giá. Thì cái mức độ thứ nhất gọi là lăng rác 1 chẳng hạn, thì thường là không có tổn thương, hoặc là cứ cho là có tổn thương thì tổn thương đấy cái nó cũng không có ý nghĩa gì, nó không hề nghi ngờ cái tổn thương ung thư. Ví dụ như là vôi hóa trung tâm thì tổn thương dạng bỏng ngô rồi dạng viền đồng tâm hoặc là đậm độ mỡ vân vân. Nhưng nếu như chúng ta thấy có cái tổn thương mà nó có hình thái nó khác một chút, ví dụ hoặc là kích thước hoặc ở cái vị trí khác nhau, chúng ta có thể nâng lên cái phân loại lăng rát 2 chẳng hạn. Thì lăng rát 2 thì nó nên là nốt có hình thái lành tính, có nghĩa là khả năng ung thư rất rất ít, nó chỉ dưới 1% thôi. Thì nó là nốt kích thước nhỏ, thường là dưới 10 mm, cạnh rãnh liên thùy, hoặc là các nốt đặc dưới 6 mm, hoặc trong quá trình chụp theo dõi mà tự nhiên thấy xuất hiện một nốt nữa mới, lần trước mình không thấy, bây giờ mình lại thấy nó nhận dưới 4 mm, thì mình sẽ tính là nó vào cái lăng rác 2. Thì, hoặc là những nốt mà nó không phải là đặc hoàn toàn, mà nốt chỉ có một phần đặc thôi, thì dưới 6 mm trong quá trình khám sàng lọc chúng ta thấy, hoặc là nốt kính mờ dưới 30 mm chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái nốt kính mờ lớn hơn nhưng mà nó lớn chậm. Thì tất cả những tổn thương vừa rồi thì chúng ta đều xếp vào cái lăng rác 2. Thì chúng ta sẽ sử dụng CT liều thấp để chúng ta tiếp tục theo dõi nó trong vòng 12 tháng sau. Nói vậy thôi nhưng không phải lúc nào cũng chờ được 12 tháng đâu, nhiều khi nửa năm sau người ta đã đi chụp. Đấy, cái nốt cái lăng rác 3 là khả năng lành tính, có nghĩa là nó cái phần ung thư nó cũng có. Cái này thì chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian ngắn hơn. Ví dụ chúng ta thấy một cái nốt khoảng từ 6 đến 8 mm khi mà khám sàng lọc, hoặc là tình cờ, đấy là tình cờ, hoặc là trong quá trình theo dõi chúng ta thấy xuất hiện một nốt mới khoảng từ 4 cho tới dưới 6 mm chẳng hạn, thì chúng ta cho rằng cái này nó thuộc lăng rác 3. Hoặc là nốt hỗn hợp chẳng hạn mà lại có cái phần đặc trên 6 mm,
mà với cái hoặc làm nốt mới dưới 60 mm thì cũng làm cho chúng ta nghi ngờ cái tổn thương có thể có khả năng ung thư ở mức độ thấp, lành tính mức độ cao, hoặc là nốt dạng kính mờ mà trên 30 mm trong khi chúng ta khám sàng lọc, hoặc là nốt mới trong quá trình chúng ta theo dõi, thì cái mức độ cái khả năng bị ung thư nó chỉ khoảng 1 đến 2% thôi. Thì chúng ta chụp CT liều thấp sau 6 tháng. Ở mức độ cao hơn đến mức độ 4, nếu chúng ta thấy rằng lăng rát 4 thì cả nghi ngờ ác tính rồi, thì chúng ta cần phải phối hợp với các kỹ thuật chẩn đoán khác, ví dụ chẳng như là PET CT hoặc là sinh thiết vân vân. Thì nếu chúng ta thấy xuất hiện một nốt là nốt đặc khoảng từ 8 đến 15 mm chẳng hạn, thì chúng ta phải nghi ngờ cái này là lăng rát 4A rồi. Nếu mà dưới 8 mm mà là nốt mới chẳng hạn, thì dưới sóng cái nốt khoảng từ 6 đến 8 mm là nốt mới, chúng ta cũng phải nghi ngờ. Hoặc là nốt mà nó đặc một phần thôi trên 6 mm, hoặc là nốt mới trong quá trình ta theo dõi khoảng dưới 4 mm, chúng ta cũng nên nghi ngờ tổn thương, nên để ở chế độ lăng rát, để ở mức lăng rát 4A, hoặc là nốt ở trong lòng phế quản là chúng ta cần quan tâm. Thì trong trường hợp lăng rát 4A này thì nó có khả năng ung thư khoảng từ 5 đến 15%, cái tỷ lệ nó cũng tương đối cao hơn. Thì trong trường hợp này chúng ta sử dụng CT liều thấp sau 3 tháng thôi, và có thể nếu trong chỗ điều kiện chúng ta có thể chụp PET-CT. Thì khi mà cái điểm nó cao hơn là lăng rát 4B chẳng hạn, thì lúc này nó là nghi ngờ ác tính cao hơn rồi, tới trên 15% cơ, thì đặc điểm hình ảnh thì nó có thể nó đã thay đổi rồi, nốt có thể bờ tua gai hoặc nốt nó lớn lên, chúng ta cần phải chẩn đoán bổ sung hoặc là sinh thiết. Thì chúng ta thường thấy nốt đặc trên 15 mm hoặc nốt mới, hoặc trong quá trình theo dõi chúng ta thấy cái nốt nó lớn hơn so với tổn thương cũ khoảng 8 mm, thì lúc này chúng ta cho rằng là lăng rát 4B rồi. Hoặc là nốt mà không phải đặc hoàn toàn mà nó có cái phần đặc trên 8 mm, hoặc là so sánh với phim cũ nó lớn hơn trên 4 mm chẳng hạn, thì lúc này chúng ta cần phải quan tâm hơn, có thể là sinh thiết hoặc là PET-CT tùy theo cái khả năng của chúng ta có thể làm được, bởi vì cái tỷ lệ ung thư của nó tới trên 15% cơ. Thế còn nó có một cái phân loại nữa là phân loại 4X chẳng hạn, thì có nghĩa là nó đang ở cái mức 3 hoặc mức 4 này, nếu chúng ta có thêm triệu chứng nào đó nữa chúng ta có thể cộng thêm vào, thì lúc bấy giờ nó lên đến 4X, thì cái khả năng ung thư nó cũng tương đương với lại 4B trên 15%. Còn ngoài ra nó có mức độ khác, ví dụ mức độ S chẳng hạn, thì mỗi khi chúng ta trong quá trình theo dõi thì hoàn toàn có thể thay đổi nó và có thể bổ sung nó vào từ mức độ 0 đến mức độ 4, thì tùy từng điều kiện cụ thể chúng ta có thể đánh giá. Như vậy thì các lưu ý trong quá trình áp dụng lăng rát thì sao? Chúng ta sàng lọc, chúng ta phải nói rằng khi chúng ta sàng lọc chúng ta bảo bệnh nhân này âm tính không có nghĩa là người đó không có ung thư phổi đâu, mà chúng ta có thể nói là chúng ta không thấy thôi, không có nghĩa là không có, một lúc nào đó biết đâu nó lại phát triển chúng ta lại thấy, bởi vì nó quá nhỏ chẳng hạn. Hoặc là kích thước chẳng hạn, nếu nói kích thước thì không có nghĩa là chúng ta đo một đường kính đâu, chúng ta sẽ đo cái đường kính lớn nhất, đo đường kính nhỏ hơn, và chúng ta tính cái đường kính trung bình. Đương nhiên chúng ta phải lấy số lẻ đến 10%, tức là ví dụ chẳng hạn như là nốt 6 mm, 6,1, 6,2 vân vân, chứ đừng có làm tròn nó. Thì ngưỡng của nó thì chúng ta ví dụ ngưỡng 8 mm là 8 mm, chúng ta đấy là cái ngưỡng tới hạn, cho nên nhiều khi chúng ta vẫn sử dụng cái nốt tổn thương là nhỏ hơn hoặc bằng hoặc lớn hơn hoặc bằng. Ở mức độ tăng kích thước chẳng hạn, nếu chúng ta thấy tăng kích thước trên 1,5 mm thì thực sự nó không có ý nghĩa, còn nếu mà tăng ít hơn thì chúng ta cũng không phát hiện được đâu, kể cả cây hai cái phim ngay bên cạnh nhau chúng ta khó có thể nhìn thấy sự khác biệt giữa hai cái tổn thương ấy. Và nếu mà nó trên 1,5 mm rồi, có nghĩa là nó về mặt thể tích nó tăng trên 1,8 mm khối. Thế thì cái mức độ đánh giá lăng rát cho mỗi cái khám nghiệm này chúng ta được mã hóa từ 0 đến 4, từ cái mức độ nhẹ nhất cho cái mức độ nghi ngờ ác tính cao nhất, và chúng ta có thể thay đổi cách đánh giá những mức độ S, chúng ta có thêm vào được các cái xếp loại từ 0 đến 4 chẳng hạn. Thế trong chẩn đoán ung thư phổi thì sao? Chẩn đoán ung thư phổi thì chúng ta sẽ không phải chỉ đơn giản chỉ dựa vào mỗi chẩn đoán hình ảnh không đâu, chúng ta có thể phối hợp các phương pháp khác như PET-CT cũng như là sinh thiết vân vân. Thì lúc này chúng ta đề nghị để chúng ta khám, thì không có nghĩa là chúng ta sàng lọc, lúc này là khám để mục đích để chẩn đoán theo dõi ung thư chứ không còn là sàng lọc nữa, cho nên bởi vì cũng không ai mang PET-CT để sàng lọc cả, mà chủ yếu là để chẩn đoán. Thì các định nghĩa thì sao? Thì các sàng lọc âm tính được xếp loại 1, 2, còn sàng lọc dương tính thì xếp loại 3 và 4 theo lăng rát. Chúng ta quản lý ví dụ một vài cái tổn thương như là tổn quản lý mức độ 4B chẳng hạn, thì chỉ ra là khả năng bị ung thư dựa trên khám nghiệm bệnh nhân là khá là cao, đánh giá cái yếu tố nguy cơ thì bác sĩ chẩn đoán ngành nên khám một cách hết sức là kỹ càng và đưa ra khuyến cáo. Cái mức độ 4X thì sao? Thì nốt và các dấu hiệu hình ảnh bổ sung chẳng hạn làm tăng mức độ nghi ngờ ung thư phổi, chẳng hạn như là các dấu hiệu dự báo như là nốt kính mờ nó tăng gấp đôi trong 1 năm chẳng hạn, và có hành lymphô, lúc bấy giờ thì nó không phải là 4B nữa mà lúc ấy nó là 4X, thì lúc bấy giờ cái nguy cơ ung thư tất nhiên nó cũng không cao hơn nữa, nhưng mà dù sao thì nó làm chúng ta quan tâm hơn. Nốt đặc hiệu với lại
bờ đều, cái nốt đặc này bờ đều, hình oval, hình tam giác, hình rẻ quạt vân vân, với kích thước tối đa khoảng dưới 10 mm chẳng hạn, thì chúng ta có thể xếp vào mức 2 thôi. Trong khi đó là những cái tổn thương mà nó bờ tua gai lớn thì có thể xếp vào mức 3 và mức 4. Các cái nốt mà xếp vào mức 3, mức 4A mà nó không thay đổi kích thước sau hai lần chụp CT, chúng ta có thể quay trở lại với mức 2 và theo dõi sau 12 tháng. Có nghĩa là cái phân loại lăng rát là giúp chúng ta có thể hết sức là linh động trong cái vấn đề chẩn đoán cũng như là cái chiến lược theo dõi. Trên đây là một vài cái hình ảnh tôi muốn chia sẻ. Đây cái tổn thương nốt đặc, chúng ta thấy nó khoảng 15 mm. Ở lần chụp đầu tiên chúng tôi thấy bệnh nhân này hồi tháng 4 thì có cả viêm phổi tổ chức hóa nữa, rất nhiều tổn thương đông đặc mô phổi phần trên ấy. Thì dưới này chúng tôi nghĩ là viêm phổi thôi, nhưng mà sau khi điều trị sau một tháng chụp lại thì các tổn thương viêm phổi không còn nữa, thế nó còn để lại một cái nốt như này thì cũng không chắc chắn là bị ung thư lắm. Thế vẫn là đề nghị theo dõi, cũng rất là may mắn là bệnh nhân này cũng còn chịu khó mà ngồi theo dõi. Đến tháng 9 rồi chúng tôi chụp lại sốt ruột lắm, mặc dù đưa ra guideline thật đấy nhưng mà cũng rất là sốt ruột và chụp, thì lúc này chúng tôi thấy tổn thương nó còn bé hơn một chút cơ. Thế nhưng mà với đặc điểm hình ảnh như này cũng không yên tâm được, thế là đi chụp, đi xin thiện, cuối cùng ra là ung thư biểu mô tuyến. Bệnh nhân thứ hai thì tổn thương này là nốt đặc một phần thôi, có hình ảnh phế quản hơi, có hình ảnh kính mờ xung quanh. Và bệnh nhân này được theo dõi từ tháng 4 đến tháng 9 tôi chụp lại thì thấy hình ảnh cũng vẫn là dấu hiệu kính mờ, cũng phế quản hơi, kích thước nó còn nhỏ hơn một chút, gần như là nó gọn gàng hơn. Tuy nhiên thì cũng không yên tâm lắm, vì sinh thiết thì nó cũng vẫn ra là ung thư phổi. Thì đấy là những cái mà tổn thương mà trông cứ như là viêm phổi thật, nhưng mà cuối cùng nó vẫn là ung thư phổi. Thế vậy những tổn thương mà nốt đơn độc mà bệnh nhân chưa gặp ung thư thì nó là một câu chuyện mà chúng ta cần quan tâm. Nhưng đối với bệnh nhân bị ung thư rồi thì sao? Thời gian sống thêm của bệnh nhân ung thư thì bây giờ nó rất là cao, cho nên là mình vẫn phải sàng lọc, biết đâu người ta bị một cái ung thư khác nữa thì sao, hoặc là ung thư di căn chẳng hạn. Thì vai trò của CT trong sàng lọc cũng rất là quan trọng. Chưa gai lai cụ thể cho theo dõi nốt đơn độc của bệnh nhân này đâu, thế tuy nhiên chúng ta nên áp dụng cụ thể từng trường hợp. Ví dụ bệnh nhân ung thư phổi mà nghĩ di căn này, thì chúng ta phối hợp lâm sàng hình ảnh để chúng ta có thể chẩn đoán. Đối với bệnh nhân ung thư ngoài phổi thì đánh giá cái yếu tố nguy cơ của nó, xem liệu khả năng có phải là di căn không hoặc là một ung thư mới. Rồi các nguyên nhân không phải ung thư thì sao, ví dụ chẳng viêm phổi do thuốc chẳng hạn, một số thuốc ung thư có thể gây tổn thương nốt, viêm phổi tổ chức hóa hoặc là các cái tổn thương viêm phổi không đặc hiệu, hoặc là sơ phổi sau xạ trị hay tổn thương viêm, hoàn toàn có thể có những tổn thương giống như là tổn thương ung thư, cho nên cần đánh giá hình thái tổn thương. Nếu chúng ta thấy có tổn thương và có triệu chứng lâm sàng nghi ngờ là nhiễm trùng thì nên chụp sau 4-6 tuần. Nếu nghi ngờ tổn thương ung thư nên theo dõi tiếp 2-3 tháng. Đây là hình ảnh chúng ta thấy bệnh nhân bị ung thư thực quản ở đây. Có nhìn rất nhiều hành chúng tất nhiên có xuất hiện một cái nốt mới này thì chúng ta cũng cần phải quan tâm, biết đâu là một cái tổn thương ung thư thứ hai hoặc là tổn thương di căn chẳng hạn. Thế nhưng khó khăn có thể theo guideline được thì sao? Khó khăn là tâm lý bệnh nhân không yên tâm, người ta muốn được chẩn đoán ngay, cái này rất là khó đối với chúng ta. Thế chính vì thế người ta có thể hôm nay khám ở đây nhưng ngày hôm sau người ta đi đến cơ sở y tế khác lại, đôi khi người ta còn không nói cho cái cơ sở y tế kia biết là đã từng khám rồi, bởi vì chúng ta không thống nhất về cách tiếp cận tổn thương giữa các thầy thuốc, giữa các chuyên khoa, giữa các cơ sở y tế, mỗi người quản lý theo một cách khác nhau, dẫn đến là bệnh nhân người ta cứ đi khám và chúng ta vẫn cứ tiếp tục khám, chả cần biết là trước đó nó như thế nào nữa, cho nên chính vì thế không theo dõi được một cách cụ thể. Cái người cần theo dõi thì gọi bệnh nhân quay trở lại người ta cũng chẳng đến, cái người mà đang có cái phim rồi mà muốn tìm một cái phim cũ cũng không tìm được, cho nên cũng không theo dõi được, cho nên lúc nào trong cái tình trạng lăng rác không đấy, chúng ta không đồng bộ kỹ thuật chụp về quản lý mã bệnh nhân, hệ thống lưu trữ chẳng cũng không có nữa, cho nên chính vì thế cho nên rất là khó khăn. Nên vì thế cho nên chúng ta cần phải có một cái mã cho bệnh nhân sử dụng, ví dụ giống như mã căn cước công dân ấy, đi đâu cũng chìa cái mã ra thì cứ nhập vào một cái là cái hệ thống nó sẽ tự linh đến các cái hệ thống chẩn đoán ảnh các nơi chẳng hạn, chúng ta biết được phim cũ đã từng chụp cái gì từ lúc nào, hình ảnh nó ra làm sao, nó dễ dàng hơn. Thì cái này tôi nghĩ là chúng cần phải có ý kiến của các nhà quản lý chứ không phải đơn giản thì trong hội chúng ta cứ nói với nhau như này rất là khó. Và chúng ta cái này thì chúng ta làm được, thì các thầy thuốc lâm sàng nên cho tăng cường sử dụng CT liều thấp sàng lọc. Các ông chẩn đoán nhanh cũng không thể ra đường mà vẫy bệnh nhân vào để làm chụp CT liều thấp trong sàng lọc được, mà cái này phải có chỉ định của các nhà lâm sàng. Thế để kết luận thì tôi thấy rằng nên cần phân loại, sử dụng phân loại lăng rát hoặc là theo cái phân loại của hiệp hội, cái gợi ý của hiệp hội Fleischner trong phân loại và theo dõi, tùy chúng ta điều kiện nào chúng ta theo dõi đấy, nhưng mà lăng rát là cái tôi cũng nên quan tâm nhiều hơn, quan tâm hơn tới việc quản lý tổn thương nốt ở bệnh nhân ung thư phổi. Đã có ung thư rồi, tức là ung thư phổi hay là ngoài phổi, nên phối hợp tốt giữa các chuyên khoa và các cơ sở y tế trong theo dõi bệnh nhân. Và theo dõi bệnh nhân tổn thương nốt mà bệnh nhân chưa bị ung thư rất là khó khăn, bởi vì do các yếu tố chủ quan và khách quan từ phía bệnh nhân, từ phía thầy thuốc, từ phía gia đình, đôi khi người ta không theo được cái guideline của mình đâu.
và chúng ta hội hô hấp hoặc là ít nhất cũng có một vài các hội ngồi với nhau đưa ra một cái guideline một cách cụ thể, hoặc ít ra là khuyến cáo thống nhất giữa các chuyên ngành khác nhau, giữa các cơ sở khác nhau để làm cho các bác sĩ, đặc biệt chúng tôi ở các tỉnh nhiều khi cũng khó khăn trong cái việc có thể giữ bệnh nhân lại để theo dõi, có khi chụp được một lần, có khi tháng sau từ đấy giờ đi là không bao giờ gặp lại bệnh nhân nữa, chả biết là theo dõi bệnh nhân cuối cùng ra làm sao nữa. Thế đây là những cái khó khăn mà chúng tôi rất mong là các đồng nghiệp cần phải chia sẻ và cũng nên có một sự thống nhất trong cái việc chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân. Xin cảm ơn về tất cả những gì.